Xin chào quý vị khán giả đã đến với K Studio thuộc Culture Hà Nội, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc. Đây là trung tâm thương mại kỹ thuật số Hàn Quốc với mục đích giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp uy tín tại Hàn Quốc đến các đối tác tiềm năng tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những doanh nghiệp uy tín đến từ tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đến với từng doanh nghiệp nhé. Xin chào các bạn, tôi là Phương Thúy. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn công ty thương mại PD International đến từ đất nước Hàn Quốc. Các sản phẩm chính của công ty là màng dán ô tô bảo vệ sân xe nhãn hiệu Harris Comac, các sản phẩm tưới tiêu nông nghiệp, các sản phẩm xe tải, xe thang nâng người làm việc trên cao và cần cẩu xe tải đã qua sử dụng. Khách hàng của công ty chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Nam Mỹ. Gần đây công ty đã mở rộng thị trường sang cả châu Phi. Vậy chúng ta hãy cùng đến với một trong những sản phẩm tiêu biểu nhất của PD International, màng dán xe ô tô Harris Comac. Harris Comac là nhãn hiệu màng dán PPF, Paint Protection Film, giúp bảo vệ chiếc xe quý giá của bạn luôn trông như mới và tránh những vết chảy xước phát sinh trong quá trình sử dụng. Ưu điểm của màng PPF Harris Comac là có thể sử dụng trên mọi bề mặt do khả năng gia công tuyệt vời của nó. Sản phẩm có độ bóng hoàn hảo, không thấm nước và hiệu quả vượt trội trong việc chống chảy xước, ăn mòn oxy hóa và ngăn chặn đá kẹt khi lái xe. Sản phẩm PPF Harris Comac bao gồm dòng C, SU+, SU+ Metal và SU+ Black. Các sản phẩm thuộc dòng C có độ bóng và độ trong suốt tuyệt vời nhờ công nghệ phủ hoàn hảo, thích hợp sử dụng khi thi công màng bọc bảo vệ hàng ngày. Ngoài ra, sản phẩm còn có ưu điểm là có thể thi công bằng công nghệ tự dính và phủ bóng mọi bề mặt một cách dễ dàng. Sản phẩm thuộc dòng SU+ là loại màng có khả năng xử lý bề mặt đặc biệt và tính năng chống thấm nước tuyệt vời, đồng thời là loại màng cao cấp nhất hỗ trợ tính năng tự phục hồi bề mặt. Màng SU+ dễ dàng thi công trên diện tích lớn và phát huy tối đa công dụng bảo vệ bề mặt sân xe. Với độ sáng và khả năng chống thấm nước tuyệt vời, sản phẩm vẫn giữ được màu sơn nguyên bản của xe, đồng thời bảo vệ xe khỏi tác động của các vụn đá bên ngoài. Sản phẩm dòng SU Black là màng PPF màu đen, không giống như PPF trong suốt. Màng bọc đen bóng có khả năng tự phục hồi cả khi chịu tác động của nhiệt độ trên 100 độ C. Màng PPF đen thường dùng để bọc nắp xe, bảo quản được lâu mà không bị phai màu bất chấp nhiệt tỏa ra, đồng thời là sản phẩm có khả năng chống bay màu cực tốt. Các sản phẩm thuộc dòng SU Metal là màng bọc mờ và có độ chói dưới 20% nhờ công nghệ phủ mờ đặc biệt của công ty. Sản phẩm bảo vệ bề mặt xe khỏi các vết chảy xước bên ngoài và dễ dàng lắp đặt trên các loại xe có bề mặt sơn mờ. PD International tự tin giới thiệu các sản phẩm tốt nhất của công ty đến các đối tác Việt Nam. Hãy liên hệ với văn phòng Culture Hà Nội nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm của công ty nhé!